Hello YouTube, xin chào các bạn. Trong các cái video của mình thì mình nhận được rất là nhiều comment của các bạn. Đấy là hãy set up thử chụp ảnh quần áo đi. Thì thật ra chụp ảnh quần áo nó không phải là thế mạnh của mình. Đặc biệt là nếu mà chụp những quần áo mặc lên người mẫu ấy, thì mình chỉ chụp sản phẩm không thôi. Tuy nhiên thì để chiều theo ý mọi người thì ngày hôm nay mình sẽ thử set up chụp quần áo tại studio của mình, để mình cùng xem là nếu mà chúng ta chụp ảnh sản phẩm là quần áo thì mình sẽ chụp như thế nào nhé. Chụp quần áo thì thường là sẽ có hai concept chính mà mọi người phổ biến nhất, là mọi người hay chụp. Thứ nhất đấy là mình sẽ chụp trải, là mình trải flex lay ra sàn hoặc là lên sofa vân vân. Còn concept thứ hai là mình sẽ treo lên những cái móc. Thì ở đây mình sẽ thử chụp cái concept cho móc trước. Như mọi người thấy thì ở đằng sau mình có thảm cái phông trắng. Nếu như nhà mọi người không có phông trắng ấy, thì mọi người hoàn toàn có thể dùng một cái bức tường trắng hoặc là tường màu ở nhà. Hoặc là không thì mọi người có thể mua rẻ A0 và dán lên tường thì cũng được. Đấy, ngoài ra thì mình có chuẩn bị thêm một số những cái prop phù hợp với cả cái sản phẩm là quần áo trẻ em này, như là bông lau này, gấu bông này, hay là một cái đôi giày nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây nữa. Về setup ánh sáng thì ngày hôm nay mình sẽ setup một cái lighting đơn giản nhất để cho mọi người hoàn toàn có thể tự chụp được ở nhà. Thì cái nguồn sáng chính mình sẽ dùng một đèn, và mình sẽ dùng cái thiết bị tán sáng là dù xuyên để cho ánh sáng nó tán rộng ra ấy. Thì cái đèn này các bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng một cái đèn liên tục mà các bạn có sẵn, hay là các bạn có thể thay thế bằng cửa sổ hoặc là cửa ban công cũng ok nhá. Ở phía đối diện thì mình sẽ sử dụng một cái miếng xốp to như thế này nhá, để mình hắt ngược lại cái ánh sáng từ cái đèn. Mà đến đây thì chắc là sẽ có những bạn thắc mắc là tại sao mình lại đánh đèn từ phía sau sản phẩm chứ không phải là phía trước, đúng không? Thường thì mọi người sẽ đặt một cái đèn ở phía trước và dọi vào sản phẩm như này. Thì câu trả lời là khi mà mình đánh từ phía sau ấy, thì cái bóng của sản phẩm nó sẽ đổ ra đằng trước, thì mình sẽ nhìn không thấy cái bóng đấy. Thế còn khi mà mình chụp từ đằng trước thì bóng nó sẽ đổ lên cái nền trắng này, tạo thành một cái khoảng đen xì ở trên nền thì trông rất là xấu. Và nếu các bạn lo lắng là khi mà mình để đèn ở phía sau sản phẩm ấy, thì mặt trước sản phẩm sẽ bị tối, thì đấy chính là lý do mà mình dùng cái miếng xốp này. Miếng xốp này nó sẽ khiến cho mặt trước của sản phẩm sáng hơn. Hôm nay thì mình sẽ chụp cái sản phẩm là những bộ quần áo trẻ con như này. Nếu mọi người chụp quần áo người lớn này hoặc là phụ kiện thời trang thì hoàn toàn cũng có thể áp dụng cái layout setup này nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành chụp nhá. Bởi vì chụp quần áo thì mình sẽ cần ảnh toàn sản phẩm này, rồi ảnh một số những cái ảnh cận chi tiết. Thế nên là ngày hôm nay mình sẽ chụp tay mà không dùng chân máy nhá. Sẽ đến với cái concept chụp thứ hai. Thì ở concept này mình sẽ chụp theo cái góc flat lay. Mình sẽ cũng rất là đơn giản thôi, mình sẽ trải một cái tờ giấy ra, sau đó thì mình đặt sản phẩm lên và mình sử dụng những cái đồ decor, cũng là những cái đồ của em bé, để mình xếp vào bốn góc của sản phẩm. Có nhiều bạn hỏi mình đấy là tại sao mình thường sử dụng tông màu giấy nền cũng như là đồ decor cùng màu với sản phẩm. Thì có vài lý do cho cái việc này. Thứ nhất là bởi vì sở thích cá nhân của mình, mình thích cách phối màu cùng tông như vậy. Và cái thứ hai thì đây cũng là một trong những cách phối màu mà nó dễ, hài hòa và đẹp nhất cho cái sản phẩm. Về ánh sáng thì mình vẫn dùng cái cây đèn và miếng xốp lúc nãy, tuy nhiên thì mình sẽ đổi vị trí một chút. Cây đèn thì mình sẽ đánh từ bên tay phải sang và mình sẽ đặt miếng xốp ở phía đối diện. Mọi người hoàn toàn có thể sử dụng nguồn sáng tự nhiên từ cửa sổ, cửa ban công, hay là mọi người có thể sử dụng chính cái đèn liên tục mà mọi người thường dùng để chụp nhá. Bây giờ thì mình sẽ thử chụp cho mọi người xem nhá. Vừa rồi thì mình cũng đã cùng với các bạn thử set up cả concept chụp ảnh quần áo khác nhau. Nếu như các bạn quan tâm đến chụp ảnh sản phẩm thì đừng quên like, subscribe và nhấn chuông kênh của mình để nhận thông báo khi mà mình có những cái video mới nhé. Ngoài ra thì mình có một cái khóa học chụp ảnh sản phẩm, mình có để link bên dưới cho bạn nào quan tâm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye!